góc chuột ngược lắng không? Đây là đội ngũ anh em Robinson bị lạc trên đảo hoang. Và anh em đang chế biến món ăn từ những củi và lửa cơ bản. Robinson hôm nay là được ăn những cái bữa bị lạc cái đảo. Ở đây là khung cảnh đảo xung quanh. Cắm em ơi. Ăn cá nướng là ăn rõ dân dã thì người ta phải nhìn bụi chưa. Rô đây gọi là rô bên sơn ngoài đảo Guam. Cháy nồi chưa? Cháy nồi. Trời. Quả đưa cá chấm đá. Cái máy của mày quay nét nhỉ? Muốn hỏi Sony nhỉ? Bao nhiêu? Hèn nào, ô thằng 10 triệu, thằng 3 triệu rưỡi thằng nó khác anh. Ảnh nét nhỉ? Nét căng. Quay chậm thôi, đi nhanh là đến lúc lên hình nó sẽ vỡ hình. Ít bẹt kiến. Đang quay nha chúng nhé. Nó vậy quá. Ủa đeo gì. Đề nghị làm em thành quả chiến tích nhỉ. Đấy mì tôm mới sợi. Ăn gì à? À nghe không? Trò mày đi bắt sò bắt mày đi câu. Chết xây. Ờ cái mày ăn nước đâu nhỉ? Câu giờ nó ít. Bắt sò nha, tao đi câu nha. Anh em tập trung bắt sò đi. Ôi định là tao bắt lấy bữa tối uống rượu. Tăng. Chú có lên đây chưa không? Hả? Trong máy ảnh mấy trong đấy nữa. Nha, coi cái thằng mập nó ôm cái con.
Ok, này chuyên gia tạo dáng là chủ hành, thấy cái càng chủ hành nó càng đúng không? Đây à? Cái cá nó bơi ra kia, cồn cồn kia mà cái cá nó bơi. Ra đầu bên kia. Rồi bên này không có, vạc lần này nó không xuống rồi. Cây nó không dài, vạc nó không xuống rồi. Đào được cái gì chị ạ? Được chụp cân phi. Quay lên dơ sản phẩm lên quảng cáo thế nào? Dạ. Quay lên dơ sản phẩm lên thế nào? Dơ sản phẩm đây. Quay cảnh này lấy được cả cảnh vịnh đẹp đấy. Lấy cảnh gì ạ? Cảnh vịnh đẹp. Tầm bắt ngắm mồm thôi.